Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi bàn về một cái vấn đề đang khá là hot hiện nay mà anh em đang share rất là nhiều trên mạng. Và tôi có mang đến đây một số những cái món đồ này. Chúng ta hãy cùng xem nó là cái gì nhá. Clip này được thực hiện bằng một chiếc Osmo Pocket. Ok, ta cùng để những cái món đồ của chúng ta sang đây. Quá, bật điều hòa lên tí cho mát. Ok, và như chúng ta đã biết thì sau khi mà cái nghị định 100/2019 NDCP chính thức hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì một số những anh em tài xế, hầu hết là những anh em tài xế đang rất là lo lắng trước cái bộ luật này. Nó thực sự là quá là nghiêm khắc và có một số điều những anh em tài xế cũng chưa thực sự là hài lòng để mà có thể chấp nhận được nó. Ví dụ như là nếu mà anh em uống rượu hay là sử dụng những cái chất có cồn thì đã đành. Đằng này một số những anh em nào mà chỉ sử dụng thuốc ho này, hay là sử dụng nước súc miệng, hoặc là ăn một số những cái loại hoa quả, thì hôm nay tôi sẽ mang đến đây một số những cái loại thuốc ho cũng như là nước súc miệng, hoặc là một số những loại quả mà tôi nghe nói là có nồng độ cồn. Nếu mà khi chúng ta sử dụng ấy, thì sẽ có nồng độ cồn trong hơi thở. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi kiểm chứng những cái loại thuốc ho cũng như là nước súc miệng hay là những cái loại hoa quả này, liệu nó có mang lại hơi thở có nồng độ cồn như là người ta đã đồn đoán hay không, và cũng như là một số những cái cách để chúng ta có thể tránh được khi mà sử dụng máy test nồng độ cồn này, làm sao để mà hơi thở chúng ta không có bị cảnh báo là có nồng độ cồn. Ok, thì hôm nay tôi sẽ có mang đến đây một lọ thuốc ho bổ phế. Thuốc hoa bổ phế. Thứ hai đó là một chai nước súc miệng Listerine. Và cuối cùng đây, tôi mang đến đây một quả đu đủ chín khá là kỹ rồi. Ok. Và hôm nay thì tôi sẽ sử dụng một chiếc máy đo nồng độ cồn tôi có ở đây. Chiếc máy đo này có tên là, có mã là AT6000. Thì tôi mua với giá là 590.000. Đó, dưới 1 triệu đồng. Và theo tôi được biết thì những cái máy đo nồng độ cồn này đều có những cái chỉ số đo tương đồng với nhau, đó cho nên chúng ta không phải lo về cái độ chính xác của nó, chắc chắn là sẽ chính xác cho chúng ta. Và tôi sẽ là người kiểm chứng những cái loại đồ uống cũng như là thuốc ho này, cũng như nước súc miệng này. Và tình trạng sức khỏe của tôi hiện tại thì đang rất là bình thường, cũng như là tôi đã không hề sử dụng các cái chất kích thích, bia rượu trước đó, các chất có cồn trước đó. Và bây giờ thì tôi sẽ mở chiếc máy đo nồng độ cồn này ra. Thì đây chính là chiếc máy đo của chúng ta. Nó sẽ sử dụng 3 viên pin con thỏ loại AAA. Và ở dưới này là một số những cái đầu để chúng ta có thể ngậm vào thổi này. Đó. Ok, và chúng ta sẽ nhắc nó ra. Tất cả trong hộp chỉ có như vậy thôi. Đầu tiên thì tôi sẽ làm một ngụm nước súc miệng trước đi. Ok. Vậy tôi sẽ bật cái máy này lên, giữ 2 giây để bật máy. Đó, nó tít vào cái là máy bắt đầu bật. Và chúng ta sẽ phải chờ 100 giây. Máy nó sẽ đếm ngược cho đến khi nào nó kêu píp một cái thì chúng ta sẽ bắt đầu thổi vào máy. Và lúc này chúng ta có thể đo được nồng độ cồn. Đầu tiên thì tôi sẽ đo hơi thở của tôi khi mà chưa sử dụng bất cứ một cái chất nào ở đây cả, để chúng ta sẽ cùng kiểm chứng xem là hơi thở của tôi có nồng độ cồn trước hay không. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu thổi. Rồi, như chúng ta đã thấy thì ở trên này máy đang báo là 0mg trên 1 lít khí thở. Ok. Và bây giờ thì tôi sẽ, đầu tiên tôi sẽ thử với lọ thuốc hoa bổ phế này trước nhá. Nếu mà sử dụng thuốc ho mà lại có cồn thì ai dám dùng thuốc ho nữa, thà để ho vậy còn hơn. Thổi phát mất mấy củ, buồn không? Nhưng mà hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể tránh được hơi thở có nồng độ cồn. Đây chính là lọ thuốc ho của chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ bấm cái máy này, chờ cho nó đếm ngược lại. Cùng lúc thì tôi sẽ uống một ngụm 10ml. Đây, trên này nó có sẵn vạch đo chúng ta đây. Bây giờ tôi sẽ bật cái máy đo nồng độ cồn này lên và chờ. Ok. Đúng 10ml. Chờ một chút nào. Ôi, đấy. Tôi vừa mới thổi thôi mà nó đã báo là 57mg trên 1 lít khí thở rồi. Rất là cao đúng không? Nhưng mà đấy là do tôi vừa mới uống thuốc xong. Và bây giờ thì tôi sẽ tráng miệng lại bằng nước lọc. Cùng chờ một chút nhá. Ok, bật lại nào. Từ nãy đến giờ thì chắc là nó sẽ được khoảng độ 2 phút. Khoảng độ 2 phút từ khi mà tôi thổi lần thứ nhất. Bây giờ thì tôi sẽ chuẩn bị thổi lần thứ hai, 20 giây nữa. Đó. Vậy là chỉ có 2 phút sau thôi. Tức là cái thước ho này nó sẽ không có ảnh hưởng gì cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta lái xe cả. Đó, trừ khi mà chúng ta vừa mới uống thuốc ho xong phát chúng ta thổi vào máy luôn thì nó mới báo là có nồng độ cồn trong hơi thở. Đó, đó là món thứ nhất. Ok, và tiếp theo thì tôi sẽ thử với trái đu đủ đi. Nào, chúng ta sẽ cùng bổ đu đủ nào. Ngon quá, hay làm miếng nữa nhỉ? Rồi làm miếng nữa đi. Tôi cảm thấy là nó hơi ít chứ không phải là do đu đủ ngon. Ok. Vâng, là 0mg trên lít khí thở. Vậy là người bán máy cho tôi đã nói dối chăng? Cũng không hẳn là như vậy, bởi vì là trong mùa này là mùa lạnh mà, hoa quả sẽ rất khó để có thể bị lên men, cho nên là cái việc mà tôi ăn đu đủ mà thổi không ra nồng độ cồn thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà nếu mà vào mùa hè thì chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn với cái vấn đề này. Ok. Vậy là hoa quả có thể nói là sẽ an toàn cho chúng ta khi mà chúng ta sử dụng. Và tiếp theo, ứng cử viên cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đó chính là lọ nước xúc miệng Listerine này. Chúng ta cùng thử nhá. Bây giờ tôi sẽ phải bóc ra. Bây giờ tôi sẽ bật sẵn cái máy này lên và chờ chúng ta xúc miệng. Rồi. Bây giờ tôi đã xúc miệng xong. Cũng cùng lúc thì nó còn khoảng 10 giây nữa. Ok. Tôi mới chỉ vừa thổi thôi. Tim luôn. Lên tận ngưỡng 0,93mg trên 1 lít khí thở. Rất là cao. Và rất có thể chúng ta sẽ bị tước bằng lái xe, cũng như là phạt với một số tiền rất là lớn đấy, cỡ vài chục triệu đồng ấy. Bây giờ tôi sẽ xúc miệng lại với nước lọc. Ok. Và cùng bật máy này lại nào. Cùng bật máy này lại. Thì cũng sẽ lại chờ khoảng độ 2 phút sau và chúng ta sẽ cùng thổi lại vào chiếc máy này để xem là nó có cảnh báo nồng độ cồn như trước nữa không. Ok. Đây nào, thổi nào. Vẫn báo. Vẫn là 0,86. Vậy thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải chờ thêm một lúc nữa đi. Cỡ khoảng độ 5 phút nữa. Lý do tại sao sử dụng xúc miệng lại có cồn là tại vì đây, trong cái phần thành phần thì nó cũng có nói là có nước, alcohol. Đó, alcohol tức là cồn của chúng ta rồi. Nếu mà chúng ta cẩn thận thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại trước khi mà chúng ta mua ấy, thì chúng ta có thể xem trong cái phần thành phần này nó có ghi là no alcohol. tức là chúng ta có thể thoải mái sử dụng mà không lo hơi thở nồng độ cồn. Còn đây là loại mà đã có nồng độ cồn rồi thì chúng ta sẽ không nên là xúc miệng trước khi mà thổi vào máy. Nếu như mà anh em nào mà sáng này đang ngủ trên xe này đấy, xong rồi là ngủ dậy lái xe về hay là lái xe đi đâu đấy đó, xong rồi là tự nhiên gặp mấy anh giao thông vẫy lại này, thấy ui sáng quê chưa đánh răng, xấu hổ quá, sợ xuống nói chuyện mồm hôi các thứ, thế là anh em lại làm một hơi nước xúc miệng này vào nó thì thôi toang luôn, đi luôn cái bằng lái xe với cả mấy chục củ luôn, mất Tết như chơi luôn đấy. Cho anh em chú ý cái khoản này. Hoặc là anh em nào mà đang bị ho chẳng hạn, đang bị ho như tôi chẳng hạn đấy, mà anh em lại sáng dậy đang lái xe về hay đang lái xe đi làm lại làm một ngụm thuốc ho này vào, đúng lúc đấy thì các anh giao thông lại vẫy xuống, lại kiểm tra nồng độ cồn mà thổi vào nó lại lên khoảng độ vài không phẩy mấy mg trên lít khí thở thì giữ bằng luôn, mấy chục củ luôn, rất là nhanh gọn đúng không nào. Và bây giờ chúng ta chờ được một lúc rồi, chúng ta sẽ cùng thử thổi lại vào máy đo nồng độ cồn này để xem là cái nước xúc miệng có còn trong hơi thở của tôi hay không, liệu cái nồng độ cồn ở trong hơi thở có còn hay không. Vậy là chỉ có khoảng độ sau 3 phút nữa, tức là 5 phút từ sau khi tôi thổi lần thứ nhất thì đến lần thứ hai nó đã trở về 0mg trên 1 lít khí thở rồi. Như vậy là sẽ mất khoảng độ 7 đến 8 phút để có thể hết cái hơi thở nồng độ cồn ở trong cái nước xúc miệng này. Đó là một cái điều chú ý cho anh em. Vậy thì làm sao để có thể tránh được cái hơi thở có nồng độ cồn trong khi mà chúng ta lái xe? Tôi không nói đến cái vấn đề anh em sử dụng chất có cồn nha, chất có cồn thì không thể nào mà tránh được rồi. Còn với những cái loại mà thuốc ho này hay là nước xúc miệng thì anh em nên sử dụng trước khoảng độ 7 đến 10 phút trước khi mà chúng ta lái xe cho nó an toàn. Vì biết đâu chúng ta vừa mới lên xe vừa mới chạy được một cái lại có anh giao thông, anh ấy ra, anh ấy giữ lại, anh ấy kiểm tra nồng độ cồn thì sao, đúng không nào? Vậy cho nên chúng ta sẽ sử dụng từ 7 đến 10 phút trước khi lái xe. Còn trong quá trình lái xe chúng ta tuyệt đối không nên sử dụng những cái chất có cồn như thế này. Đó là một cái lưu ý vô cùng quan trọng cho anh em, bởi vì biết đâu đấy một ngày nào chúng ta lại bị oan thì sao? Chúng ta không biết kêu ai cả. Bởi vì bộ luật đã quy định rồi, cứ trong hơi thở có nồng độ cồn là sẽ bị phạt. Chúng tôi không quan tâm rằng là anh sử dụng chất gì, có gì, chỉ cần trong hơi thở của anh có nồng độ cồn là anh sẽ bị phạt. Vậy thôi, và trên đây là một số những cái lưu ý cho anh em khi mà chúng ta tham gia giao thông, làm sao để an toàn nhất. Tết nhất thì đến rồi, anh em cũng chú ý rằng là khi mà đã lái rượu bia thì không uống xe nhỉ, đã lái xe thì không bao giờ chúng ta sử dụng rượu bia. Đó, chúng ta luôn luôn nhớ trong đầu thế, bởi vì an toàn của chúng ta, của gia đình cũng như là của mọi người đó. Tất nhiên là cái việc anh em ngồi nhậu nhẹt với nhau thì sẽ rất là vui vẻ, nhưng mà cái việc tính mạng của chúng ta vẫn sẽ là quan trọng nhất, đúng không nào? Và chúc anh em luôn có những cái chuyến đi an toàn trên mọi nẻo đường. Và nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn thì cũng đừng quên để lại một like cũng như là subscribe kênh để có thể nhận thêm những video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.